Hà Nội là cái nơi mà có thể gọi là quê hương thứ hai của Yến, làm cho Yến có cái ý tưởng là có một phố cổ để mọi người được thương nhớ, được thưởng thức, được sẻ chia tình yêu và nỗi nhớ quê hương. Hồi trước ở Việt Nam thì mình ăn cũng rất là nhiều món bắp, tại vì chỉ cần ra ngoài đường là tìm món bắp dễ lắm, nhưng mà từ lúc mà du học qua đây á, thì tìm món bắp rất là khó. Mình thấy cái decor của quán á, thì cũng rất là hay, là tại vì nó như là tổng hợp những cái văn hóa của Việt Nam á. Yến nghĩ rằng những cái đồ vật ở trong phố cổ, mỗi một cái vật dù là nhỏ nhất đều mang tính biểu tượng rất là cao. Bởi vì trong một cái không gian nhỏ hẹp, Yến muốn nói rất nhiều điều. Yến muốn gửi gắm rất là nhiều điều. Thì phố cổ ra đời đã được 3 tháng rồi, nhưng bây giờ vẫn còn một container hàng đang trên đường tới Mỹ. Bởi vì là Yến biết là Yến còn cần rất là nhiều thứ cho phố cổ. Vì thế cho nên cái chuyến hàng đó có thể đến chậm. Cho nên tất cả những cái đồ mà trang trí cho nhà hàng hiện nay đều mang bằng máy bay sang, rất là cầu kỳ và rất là đắt tiền. Có thể nói rằng là Yến đã làm phố cổ với một cái tinh thần, có nghĩa là không quản ngại thời gian, không cả quản ngại công sức và tiền của, miễn sao cho mọi người có được một cái không khí ấm cúng, một cái thưởng thức thật là trọn vẹn cái văn hóa, cái không khí và cái ẩm thực của Việt Nam. Có lẽ cái cảm giác mới là điều quan trọng hơn để mọi người tới phố cổ. Và bởi vì mọi người, có rất là nhiều các bác nói với Yến rằng là các bác tìm thấy lại mình khi mà tới phố cổ, một cái không khí rất là Hà Nội, mà là Hà Nội xưa, Hà Nội của những năm trước, một Hà Nội rất là đẹp, thầm lặng và rất là có chiều sâu, chứ không phải là cái Hà Nội ồn ào và xô bồ.